Tiếp tục ngày hôm nay thì Ngọc Hảo sẽ khui lô hàng loa bâu nhở nha mọi người. Và về là có nguyên bụi, nguyên kiện, nguyên bản từ bên đó về là khui ngay cho tất cả các bác anh cùng xem luôn. Và về trong tình trạng rất là đẹp. Đợt này Ngọc Hảo về cái lô này là những cái dòng mà cao cấp, nghe chuyên để nghe nhạc cao cấp của thương hiệu bâu, nên nó có cái thiết kế cũng rất là độc đáo luôn. Và về trong tình trạng cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Tất cả các bác anh mọi người cùng theo dõi hết clip Ngọc Hảo bưng ra và quay kỹ từng đôi để cho tất cả các bác anh thấy nó rất là đẹp. Và đặc biệt cái mức giá ngày hôm nay gửi tới cho tất cả các bác anh giá xị mà như lẹ luôn. Và cái dòng này rất là hiếm, phải 2 năm bây giờ Ngọc Hảo mới gặp. Ngọc Hảo đã bưng tất cả ra và đã đặt lên trên cái chân đế zin của hãng bâu luôn nha mọi người. Thì về trong tình trạng thật sự là rất rất là đẹp luôn. Và cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hảo gửi tới cho tất cả các bác giá lẹ mà như giá xị luôn. Hảo về 4 đôi thì 3 đôi trong tình trạng rất là đẹp. Trong đó có một đôi nó hơi trầy nhẹ một chút xíu ở đằng sau, sức nhẹ thôi, nhưng mà Ngọc Hảo giảm ngay 500 cho tất cả các bác và anh luôn. Đó, thì chút xíu Hảo sẽ quay rõ cho mọi người xem. Thì mọi người thấy này, về trong tình trạng thật sự là rất là đẹp. Cái dòng này cũng hiếm lắm mọi người. Mọi người để ý trên kênh của Ngọc Hảo á, phải 2 năm trước Ngọc Hảo về một đôi có thùng và một đôi không có thùng, thì tất cả các bác các anh lấy ngay. Và từ 2 năm đó đến bây giờ thì mới co hàng lại và Hảo gom hết ở bên đó thì mới được 4 đôi như vậy. Nên bác và anh nào mà được trước á, mà mọi người gọi cho Ngọc Hảo mà hết hàng thì đợt này mọi người liên hệ lại để sở hữu cái đôi loa, cái dòng mà bâu cao cấp mà đá hũ phách này để chuyên nghe nhạc cao cấp của thương hiệu bâu nha mọi người. Đây các bác các anh xem này, về trong tình trạng thật sự là quá đẹp. Giá ngày hôm nay Ngọc Hảo gửi tới cho tất cả các bác các anh rất là rẻ luôn. Thì Ngọc Hảo về nó cũng có kèm theo catalog nữa. Thì bác và anh nào mà thích lấy thì mọi người kêu Ngọc Hảo bỏ vô nha mọi người nha. Đó thì Hảo để bên này, cái này là xuất dành riêng cho thị trường Nhật nên là cái chữ của nó là tiếng Nhật mọi người nha. Đó rồi Hảo để bên đây. Rồi Hảo quay từ bên này qua cho mọi người xem. Nói chung là 4 đôi, đôi nào cũng đẹp. Chỉ có riêng một đôi nó đẹp nhưng mà nó bị sức nhẹ ở sau góc này một chút xíu thôi. Nhưng mà Hảo cũng giảm ngay cho tất cả các bác các anh 500.000 nha mọi người. Đây mọi người thấy này. Cái chân đế là cái chân đế rin của hãng luôn. Thì mọi người biết là cái thương hiệu bâu á rất là nổi tiếng về karaoke và nghe nhạc, những cái đôi loa karaoke và nghe nhạc, ví dụ như những series 301 của thương hiệu bâu đó. Thì theo thống kê là được mà thị trường Việt Nam mình lựa chọn nhiều nhất để mua đó là cái thương hiệu bâu. Còn mà đặc biệt á, những cái dòng mà chuyên để mà hãng người ta làm sản xuất cho nghe nhạc và nghe nhạc cao cấp á, thì là cái dòng mà bâu 363 và 464 là hai cái dòng mà để hạ người ta thiết kế, người ta chuyên để nghe nhạc cao cấp. Nên mọi người thấy là người ta thiết kế, người ta làm nó rất là châu chuốt về cái ngoại hình, cái kiểu dáng nó sang trọng và nhìn nó rất là thanh cao luôn mọi người. Với một cái màu đá này, đó, một cái màu đá hộ phách cực kỳ độc đáo và nhìn nó bóng vậy nó đẹp lắm. Cái màu này chúng ta bố trí trong gia đình thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ Hảo quay từng đôi một cho tất cả các bác anh xem rõ luôn. Cái dòng này mà chúng ta nghe nhạc thì thật sự là rất là hay luôn mọi người. Cái cấu hình của nó rất là hay. Đằng sau này tất cả các bác anh thấy trạm kết nối dây loa này kia là tuyệt đẹp luôn mọi người. Đó, vàng óng ánh luôn mọi người nha. Khi mà tất cả các bác anh mọi người thấy ở ngoài là nó óng ánh, nó vàng chóe luôn đó mọi người. Đôi lúc Hảo quay lên ánh sáng đèn này kia nó giảm bớt rồi á, mà thật sự là nó đã rất là đẹp rồi. Còn ở ngoài là nhìn nó mới, nó như mới luôn, nó rất là đẹp luôn. Và đặc biệt đợt này Ngọc Hảo về là chính là 363. Đó, một đôi của nó như vậy là cái phần trên cũng là 363 mọi người thấy này. Đó, mọi người thấy chưa? Cái phần dưới cũng là 363 luôn. Đó là đúng là 363. Chứ không phải là cái cục trên là 242 và cái cục dưới là 121 là phải nha mọi người. Đúng đôi, đúng cặp của nó luôn. Đó, về trong tình trạng rất là đẹp, để quay một lượt đằng sau cho tất cả các bác anh xem là cái ngoại hình đằng sau này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, trạm kết nối dây loa thì đều cũng đều rất là đẹp. Và cái trạm loa mọi người thấy này, đôi nào cũng như đôi đó, vàng óng ánh vậy đó. Và cái mức giá mà Hảo gửi tới cho tất cả các bác anh một đôi đẹp như vậy, với mức giá chỉ có 17 triệu mà thôi. Và cái đôi mà bị trầy nhẹ đằng sau này thì Hảo giảm 500 mà còn 16 triệu 500. Thì bác và anh nào mà mọi người đợt trước và mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo mà chưa lấy được thì đợt này mọi người gọi cho Ngọc Hảo nha. Ngọc Hảo về cũng chỉ 4 đôi mà thôi, mà từ 2 năm bây giờ mới về lại mọi người. Thật sự là rất là hiếm luôn. Đây. Đó, nói chung là trạm kết nối loa này kia thì tất cả các bác anh yên tâm. Cái đôi này này, đây cái đôi này là nó sẽ cái góc ở bên này nó bị trầy nhẹ ở đây xíu này, còn cái chỉ có một chiếc bị thôi nha mọi người, chứ không phải là hai chiếc, một chiếc nó bị trầy nhẹ ở cái góc này. Để quay gần gần xíu cho mọi người thấy ha, rõ
đó, mọi người thấy là chỉ có cái góc này nó bị xước nhẹ vậy thôi, còn lại cái chiếc còn lại của nó cũng đẹp như như vậy đó, đẹp không có bị trầy gì luôn, chỉ có cái đó thôi mà Ngọc Hảo giảm ngay 500 cho mọi người luôn. Và cái giá mà 17 triệu và 16 triệu 500 thì thật sự là quá là rẻ luôn. Đợt trước mọi người để ý là Ngọc Hảo bán là cái đôi có thùng là 21 triệu 500 và cái đôi không thùng là 20 triệu 500 đó mọi người. Và đợt này là cái giá là giá quá tốt luôn, nên bác và anh nào mà mọi người mua đợt này thì thật sự là cái giá vô cùng tốt, siêu siêu rẻ luôn. Đó, đẹp hết. Và cái dòng này thì nó đều được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ nha mọi người. Nghe nó rất là hay và trưng bày nó cực kỳ ấn tượng, cực kỳ đẹp mắt luôn. Cái thiết kế của nó nhìn cũng sang nè mọi người ha. Rồi quay từ bên này qua, đi vòng qua bên này, quay gỡ cái lưới cho tất cả các bác anh xem luôn. Đây mọi người đợi Hảo chút xíu nha, Hảo gỡ cái lưới ra cho mọi người xem. Hảo gỡ từng đôi một để mà trước khi Ngọc Hảo gửi đi, Ngọc Hảo lau bên này này, nó đang bị dính bụi, lau chưa, hồi nãy cũng có lau rồi mọi người nhưng mà lau chưa hết á. Lưới thì tất cả các bác anh yên tâm đó, nói chung là không hề bị gãy hết, Ngọc Hảo nơi đẹp thì mọi người yên tâm nha. Đây rồi đó, đúng tay của nó là trái phải nha mọi người, rất là đẹp luôn. Nói chung là cặp nào cũng đều đẹp hết á. Cái thiết kế của nó nên sẽ có một cái mít này, có cái chữ bow trên cái mũi luôn nha mọi người. Ring của nó là như vậy này, với cái đường kính là 11.5, trở kháng của cái dòng này là 6 ohm. Và cái trep của nó là cái trep này này đó, cái trep của nó là trep lụa nổi tiếng của thương hiệu bow trên cái dòng 2363 và 464 được trang bị cái dòng này rất là nổi tiếng luôn, với đường kính là 2.5. Và bên trong này, bên trong này mọi người sẽ không thấy bát ở trên đây, nhưng mà bên trong nó sẽ có một cái bát úp đất nó dội xuống thẳng ở phía dưới này, nên cái lựu thông hơi chúng ta sẽ thấy nó đặt ở vị trí này đó. Và cái bát của này nó cực kỳ hay luôn á mọi người. Bát của bâu thì mọi người biết là cái chất âm của nó rất là đã luôn, nó cực kỳ mềm nhưng nó uy lực mọi người. Nên đối với cái dòng này, tất cả các bác anh mọi người mua về, mọi người trưng bày và nghe nhạc thì thật sự là rất là hay, với cái mức giá 17 triệu là quá rẻ luôn đó. Rồi dưới này nó có cái tem của nó này đó, bâu này, thương hiệu bâu này. Nói chung là về trong tình trạng quá đẹp với mọi người. Với mức giá chỉ có 17 triệu và cái đôi bị trầy nhẹ, Ngọc Hảo quay cho tất cả các bác anh xem á, là 16 triệu 500. Thì bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo. Hảo về cũng chỉ có được 4 đôi mà thôi. 2 năm mới 4 đôi, về được 4 đôi. Hiếm lắm mọi người. Đợt trước Hảo đăng lên 2 đôi kia, thật sự là có rất là nhiều bác và anh hỏi lấy, nhưng mà không có. Bây giờ lâu lắm bây giờ mới có được hai đôi. Hảo về là nguyên bản nguyên riêng của nó hết là như vậy luôn nha mọi người, không đụng chạm bất cứ một cái gì luôn á, nên tất cả các bác các anh mọi người yên tâm. Cái chân của nó là cái chân kèm theo, Hảo thấy trên thị trường nhiều người bán mà cái ngoại hình nó cũng xấu lắm mọi người, mà bán cũng 18 triệu rưỡi, có nơi 19 triệu. Cái ngoại hình không bao giờ mà đẹp, Hảo khẳng định là không, nhiều người bán cái ngoại hình nó cũng xấu vậy đó mà bán cũng có cái giá cũng cao. Hôm nay Hảo bán cái mức giá này thì thật sự quá tốt, để Hảo gỡ hết ra cho mọi người xem một lượt luôn nha. Đó, nó có cái chiều cao của nó mà nó tính luôn cái chân đế là nó 60 nha mọi người, 78, Hảo quên, cái loa là 60 nhưng mà có cái chân vô là 78 á. Đó, còn cái chiều ngang của nó thì là 27 và cái chiều sâu của nó là 27 luôn mọi người. Rồi. Đây, nói chung là quá đẹp mọi người. 17 triệu với lại là 16 triệu 500. Đó. Trước khi mà Hảo gửi đi, Hảo lau bụi, tại vì trên này mọi người thấy này, nó vẫn còn bụi, để Hảo lau cho mọi người. Lau ra là nhìn nó bóng bẩy, nó đẹp hơn nữa mọi người. Chân này là chân rin, về là kèm theo của nó như vậy luôn. Đó, trep này kia mọi người thấy là nó rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây. Tất cả các bác anh thấy này, bụi này, rin của nó là như vậy á. Đó. Trên mỗi cái chi tiết thì hãng bâu người ta làm cũng khá là chăm chút mọi người, tại vì cái dòng này dòng cao cấp, để nghe nhạc cao cấp á, nên người ta thiết kế nó có cái chữ bâu ở trên đây luôn đó. Trên cái tấm nhựa này nó cũng có nè mọi người nhỉ, và làm cái gì màu mà cái màu mà đá hũ phách á, nhìn nó cái màu xanh rêu nó rất là độc đáo và cực kỳ đẹp đó mọi người ha. Cái trợ kháng của cái dòng này là 6 ohm và cái công suất liên tục của nó là 80W, công suất tối đa của nó là 210W nha mọi người.
và cái dòng này chúng ta cũng rất là dễ phối ghép âm ly luôn. Mọi người có thể đánh, ví dụ hôm nay Ngọc Hạo đánh với đề năm, còn là mọi người đánh với những cái dòng mà xanh xuôi hay những cái dòng âu vị cũng đều rất là tốt. Nói chung là cái dòng này nghe nhạc với mức giá 17 triệu được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, cái dòng cao cấp của thương hiệu Bow thì thật sự là quá rẻ, cái chất âm vượt xa tầm giá, nhưng mà cái giá này là do Ngọc Hạo bán rẻ mọi người, chứ còn trên thị trường người ta bán cũng cao lắm, tại vì Hạo về cũng nhiều, Hạo về bên đó về luôn nên cái giá nó tốt, nên Hạo gửi tới cho tất cả các bác anh một cái mức giá cũng tốt để mọi người trải nghiệm. Thì bác và anh lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại ở góc màn hình. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hạo. Hạo sẽ test một ca khúc để cho tất cả các bác anh thưởng thức về chất âm tuyệt vời của cái model này. Mai sau xin gửi trên tay.
lời anh nói sẽ còn mãi đây. Chuyện mai sau xin gửi trên tay.